Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 910. Bài toán này làm trong khóa tổng ôn theo cấu trúc đề minh họa năm 2020 mà bộ dành tặng cho các bạn sinh năm 2002. Các bạn ngựa năm nay được bộ tặng rất nhiều nội dung gọi là bất ngờ và thầy hy vọng là các bạn tiếp nhận nó. Ở bài toán này là bài toán số 40, thầy mô tả cho phần kiến thức trong câu 40 của 40 câu trong đề nó liên quan đến phần nội dung tìm công thức cấu tạo đúng của hợp chất có chứa liter. Mà chủ yếu các em hay gặp nhất là muối của amin, muối của amino acid hoặc là muối của peptide. Bài toán này cho dễ hơn ở hai điểm. Điểm số 1 là cho các em ngay công thức phân tử rồi chỉ cần tìm công thức cấu tạo thôi, không phải tìm công thức phân tử nữa. Điểm thứ hai là cho rõ cụ thể. Cụ thể là xy tạo bởi axit đa chức và y tạo bởi muối của axit vô cơ. Điểm thứ ba là hai chất bay ra là mùi khai làm xanh quỷ ẩm là hữu cơ, không phải vô cơ. Như vậy các em loại được NH3 rồi, NH3 là vô cơ. Công việc chính của chúng ta là phải tìm được x và y xem cấu tạo nó như thế nào. Thì điều đầu tiên là kinh nghiệm trước. Y của thầy có số C bé, tức là ít đồng phân. Vì hết tìm y trước. Để y của thầy là có bao oxy, như vậy nó chỉ được tạo bởi axit có bao oxy thôi là HNO3 hoặc H2CO3. Các em thử trước. N3 thế thì thầy có N3 trừ. Amin thì NH3 cộng. Trừ đi còn lại là C2. H8 trừ đi 3 còn 5. Hóa trị 1 thỏa mãn rồi. Vậy trường hợp số 1 thỏa mãn thì trường hợp 2 không cần phải xét nữa. Khi phản ứng với cao hát thì khí mùi khai bay lên là khí etinamin. Muối của thầy là muối e, là natri. À, xin lỗi đây là NaOH sở hữu thầy. Đây là người ta dùng NaOH chứ không phải là KOH. Vậy muối là nano 3 Tiếp tục. Bây giờ tìm sang X thì X của thầy ở đây nó bảo là axit đa trước, vậy thầy lấy cái axit bé nhất, COO. COO đi. Còn lại 2C nữa. 2C nữa của thầy chỉ có thể là CH3 NH3 Và CH3 NH3 cộng mà thôi. Một số em bảo thưa thầy nhớ có trường hợp khác thì sao Ừ thầy lấy trường hợp khác cho các em luôn Ví dụ như này COO C2H5 NH3 cộng Lối với coonh 4 cộng Trường hợp này loại luôn bởi vì nó tạo ra Cái này ra NH3 là vô cơ Khí vô cơ nhá tương tự như vậy Những trường hợp khác cũng vậy Các em loại luôn Vậy chỉ có trường hợp này thỏa mãn mà thôi Thì trường hợp này khi phản ứng với NaOH Các em thu được khí mùi khai là metinamin Muối của thầy là COONA tất cả hai lần. Để tìm được muối thì các em phải tìm được số mol của từng chất một. Thầy gọi đây là x mol. Đây là y mol. Quá đơn giản để tìm được x và y. Phương trình số 1 là phương trình số mol khí. Đó là x cộng 2y thì bằng 0,08. Phương trình thứ hai là phương trình khối lượng. Thầy có là 108 nhân với x cộng với 152 nhân với y. Tổng khối lượng của thầy là 7,36. Các em giải hệ này, các em dễ dàng tìm ra được x bằng 0,04, y bằng thì Sau khi tìm được x, y rồi thì các em tìm muối. Muối này của thầy là x tức là bằng 0,04. Như vậy, xong cái muối thứ nhất. Muối thứ hai, đây là y mon bằng 0,02. Như vậy các em tìm được muối thứ hai. Cộng hai cái muối này vào thì các em tính được m của muối. Muối của thầy sẽ bằng 6,08 g. Đó. Và đáp án thầy có là đáp án D.